Chào mừng các em đến với kênh học toán online Trong video hôm nay chúng ta tiếp tục giải các bài tập trong sách giáo khoa của môn toán lớp 6 Các em mở sách giáo khoa của môn toán lớp 6 trang 25 Chúng ta cùng giải các bài tập của phần luyện tập 2 Đầu tiên các em làm bài tập số 52 Bài tập số 52 câu A Tính nhẩm bằng cách nhân thừa số này chia thừa số kia cho cùng một số thích hợp ở đây các em tính nhẩm 14 nhân với 50 bằng bao nhiêu? Thì ở phép tích nhầm này, chúng ta có một nhận xét 50 mà nhân với 2 thì các em sẽ được một số tròn trăm là 100. Như vậy, ở thừa số 50, các em sẽ nhân với 2. Đồng thời, ở thừa số 14, các em sẽ chia cho 2. Thì như vậy, chúng ta có bảo ngoặc 14 chia 2 đóng ngoặc nhân với mở ngoặc 50 x 2, đóng ngoặc. Thì ở thừa số thứ nhất, các em chia cho 2, thừa số thứ hai các em nhân với 2, thì về cơ bản tích không thay đổi. 14 chia 2 bằng 7, 50 x 2 bằng 100, thì đến đây, 7 x 100, các, các em dễ dàng nhẩm được kết quả bằng 700. Tiếp theo các em thực hiện phép tích nhẩm 16 nhân với 25 Ở đây chúng ta có một nhận xét 25 mà nhân với 4 Thì các em sẽ được kết quả bằng 100 Như vậy Ở thừa số 25 Các em nhân với 4 Thì thừa số 16 Các em phải chia cho 4 Do đó Chúng ta có 16 x 25 Sẽ bằng mở ngoặc 16 chia 4 Đóng ngoặc nhân với mở ngoặc 25 x 4 đóng ngoặc Thì mục đích Chúng ta nhân 25 với 4. Để chúng ta sẽ được một số tròn trăm là 100. Như vậy, 16 chia 4 bằng 4. 25 nhân 4 bằng 100. Đến đây, 4 nhân 100. Các em dễ dàng tính nhẩm bằng 400. Sang câu B. Tính nhẩm bằng cách nhân cả số bị chia và số chia với cùng một số thích hợp. Các em có phép tính nhẩm thứ nhất là 2100 chia 50. Ở đây chúng ta có một nhận xét 50 x 2 bằng 100. Do đó các em sẽ nhân cả số bị chia và số chia với một số thích hợp. Cụ thể ở đây số thích hợp là số 2. Số bị chia nhân với 2, số chia nhân với 2 thì về cơ bản thương không thay đổi. Như vậy chúng ta có số bị chia bảo ngoặc 2100 x 2 đóng ngoặc chia cho mà ngoặc 50 nhân 2 đóng ngoặc như vậy số bị chia nhân 2 thì số chia cũng phải nhân với 2 2100 nhân 2 chúng ta dễ dàng nhắm được bằng 4200 50 nhân 2 bằng 100 như vậy 4200 mà chia cho 100 các em chỉ việc bỏ hai chữ số 0 ở đằng sau chữ số 2 của số 4200 đi thì các em sẽ được kết quả là 42 tiếp tục các em thực hiện phép tính nhẩm 1.400 chia cho 25. ở đây chúng ta cũng dễ dàng có một nhận xét là 25 nhân với 4 bằng 100. do đó các em nhân số chia với 4 đồng thời các em cũng nhân số bị chia với 4. như vậy chúng ta có mở ngoặc 1.400 nhân 4 đóng ngoặc chia cho 25 x 4 đóng ngoặc 1400 nhân 4 các em dễ dàng nhắm được bằng 5600 25 nhân 4 bằng 100 5600 chia cho 100 thì các em chỉ việc bớt hai chữ số 0 ở đằng sau chữ số 6 của số 5600 đi các em sẽ có kết quả bằng 56 Tiếp theo các em sang câu C tính nhầm bằng cách áp dụng tính chất mà ngoặc a cộng b đóng ngoặc chia cho c bằng a chia cho c cộng với b chia cho c trường hợp chia hết thì tính chất này là tính chất chia một tổng cho một số muốn chia một tổng cho một số các em sẽ lấy từng số hạng của tổng chia cho số đó sau đó các em cộng các kết quả lại với nhau thì đầu tiên các em thực hiện phép tính nhầm 132 chia cho 12 132 các em phân tích thành 120 cộng với 12 các em phải phân tích một cách khéo léo sao cho các số hạng có thể chia hết cho 12. Thì ở đây A chính là 120, B là 12 và C là 12. Như vậy chúng ta sẽ có 120 chia cho 12 cộng với 12 chia cho 12. 120 chia cho 12 bằng 10. 12 chia cho 12 bằng 1. Như vậy kết quả cuối cùng là 10 cộng 1 bằng 11. Tiếp theo các em thực hiện phép tích nhẩm 96 chia cho 8 Ở đây các em sẽ phân tích một cách khéo léo 96 bằng 80 cộng với 16 80 chia hết cho 8, 16 cũng chia hết cho 8 Như vậy A là 80, B là 16 và C là 8 Do đó chúng ta sẽ có 80 chia 8 cộng với 16 chia 8 80 chia 8 bằng 10 16 chia 8 bằng 2 và đến đây chúng ta có 10 cộng 2 bằng 12 Tiếp theo các em sang bài tập số 53 Bài tập số 53 có nội dung như sau Bạn Tâm dùng 21.000 đồng để mua vở Ở đây có hai loại vở Vở loại 1 là giá 2.000 đồng một quyển Vở loại 2 là giá 1.500 đồng một quyển Bạn Tâm mua được nhiều nhất là bao nhiêu quyển Nếu A. Tâm chỉ mua vở loại 1 B tâm chỉ mua vào loại 2. Ở đây đầu tiên chúng ta làm câu A. E. Câu A e, tâm chỉ mua vào loại 1. Và loại 1 là giá 2.000 đồng một quyển. Như vậy với 21.000 đồng thì bạn tâm mua được nhiều nhất là bao nhiêu quyển. Các em sẽ lấy 21.000 chia cho 2.000 bằng 10 và dư 1.000. Như vậy tâm mua được nhiều nhất là 10 quyển vào loại 1 và dư 1.000 đồng. Tiếp theo, sang câu B, Tâm chỉ mua vỏ loại 2. Ở đây vỏ loại 2 giá 1.500 đồng một quyển. Với 21.000 đồng thì Tâm sẽ mua được nhiều nhất là bao nhiêu quyển? Các em lấy 21.000 chia cho 1.500 các em được kết quả là bằng 14. Ở đây 21.000 chia cho 1.500 là phép chia hết. Chúng ta được thương là 14. Như vậy ta mua được nhiều nhất là 14 quyển vở loại 2 Tiếp theo các em sang bài tập số 54 Bài tập số 54 có nội dung như sau Một khoang tàu hỏa cần chở 1.000 khách du lịch Biết rằng cứ mỗi toa có 12 khoang Mỗi khoang có 8 chỗ ngồi Cần ít nhất mấy toa để chở hết số khách du lịch ở đây chúng ta sẽ phân tích và giải bài toán là như sau. Chúng ta có số khách du lịch là 1.000 khách. Mỗi toa có 12 khoang, mỗi khoang có 8 chỗ ngồi. Thì như vậy đầu tiên, các em sẽ tính xem mỗi toa chở được bao nhiêu khách. Mỗi khoang có 8 chỗ ngồi, tức là mỗi khoang chở được 8 khách du lịch. Mà mỗi toa có 12 khoang, như vậy mỗi toa sẽ chở được số khách là các em lấy 12 nhân 8 bằng 96 Như vậy mỗi toa chở được 96 khách Ở đây chúng ta sẽ lấy 1.000 000 khách du lịch Chúng ta chia đều cho Mỗi toa là 96 chỗ ngồi Thì 1.000 chia cho 96 Bằng 10 và dư 40 Như vậy cần ít nhất 11 toa để chở hết số khách du lịch Trong đó 1 toa chỉ chở 40 người Và 10 toa mỗi toa chở 96 người. Tiếp theo các em sang bài tập số 55 sử dụng máy tính bỏ túi. Ở đây chúng ta làm quen với nút dấu chia. Thì đầu tiên các em dùng máy tính bỏ túi để thực hiện phép tính 608 chia cho 32. Trên bàn phím đầu tiên các em ấn nút số 6, tiếp theo ấn nút số 0, ấn nút số 8, các em có số 608. Tiếp tục các em ấn nút dấu chia để thực hiện phép tính. Tiếp theo các em ấn nút số 3, ấn nút số 2. Như vậy các em có phép tính 608 chia cho 32. Cuối cùng các em ấn nút dấu bằng để xem kết quả. Các em nhìn trên màn hình, kết quả bằng 19. Tiếp theo, các em dùng máy tính bỏ túi tính vận tốc của một ô tô, biết rằng trong 6 giờ Ô tô đi được là 288 km. Ở đây chúng ta đã học ở chương trình toán học lớp 5. Chúng ta biết cách tính quãng đường khi biết vận tốc và thời gian của một chuyển động. Quãng đường bằng vận tốc nhân với thời gian. Như vậy, chúng ta sẽ suy ra vận tốc sẽ bằng quãng đường chia cho thời gian. Vận tốc ở đây chính là một thừa số của một tích như vậy muốn tìm thừa số của một tích các em sẽ lấy tích là là quãng đường chia cho thừa số thứ hai tức là chia cho t chia cho thời gian thì như vậy vận tốc bằng quãng đường chia cho thời gian quãng đường ở đây là 288 km thời gian ở đây là 6 giờ thì đơn vị của vận tốc trong trường hợp này sẽ là km trên giờ như vậy vận tốc sẽ bằng quãng đường chia cho thời gian và bằng 288 chia cho 6. Các em dùng máy tính bỏ túi để thực hiện phép chia này. Trên bàn phím các em ấn các nút 2, 8, 8, sau đó ấn nút dấu chia. Tiếp tục ấn nút số 6. Cuối cùng các em ấn nút dấu bằng để xem kết quả. Ở đây kết quả bằng 48 và đơn vị đo là km trên giờ. Như vậy vận tốc của ô tô là 48 km trên giờ. Tiếp theo các em dùng máy tính bỏ túi để tính chiều dài miếng đất hình chữ nhật có diện tích là 1 530 m vuông chiều rộng là 34 m Thì chúng ta biết diện tích của hình chữ nhật được tính bằng chiều dài nhân với chiều rộng cùng đơn vị đo. Ở đây chúng ta biết diện tích biết chiều rộng. Như vậy muốn tính chiều dài thì các em sẽ lấy diện tích chia cho chiều rộng. Như vậy chúng ta sẽ suy ra chiều dài bằng diện tích hình chữ nhật chia cho chiều rộng. Diện tích ở đây là 1530 m2 chia cho chiều rộng tức là chia cho 34. Thì sau khi thực hiện phép tính, các em sẽ được kết quả là bằng 45. Như vậy chiều dài bằng 45 m. Chiều dài miếng đất hình chữ nhật là các em lấy diện tích là 1530 chia cho chiều rộng là 34. Kết quả bằng 45, đơn vị đo là mét. Như vậy video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng ấn vào nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh, nhớ nhấn vào biểu tượng hình cái chuông để nhận các video mới nhất của kênh Học Toán Online. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video kế tiếp.